Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Mộc Miên không chỉ đem đến một hay hai mà tới ba sản phẩm. Đây chính là ba chiếc tai nghe đến từ hãng âm thanh Fender của Mỹ. Đầu tiên đó chính là FXA5, FXA6 và cuối cùng là FXA7. Ba chiếc tai nghe này thì sở hữu ba mức giá rất là khác nhau và độ chênh lệch thì cũng khá là nhiều đấy. Vậy thì điểm khác biệt nằm ở đâu? Ngay bây giờ thì hãy cùng với Mộc Miên tìm hiểu nhé. Đầu tiên là về hộp của ba chiếc tai nghe này thì các bạn có thể thấy hộp của chúng giống nhau ít xì đúc, cũng với phần đầu là phần nắp được làm bằng nhựa trong để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy phần tai nghe bên trong này. Đó, như các bạn có thể thấy thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được hình dáng cũng như là màu sắc của ba chiếc tai nghe này phải không nào? Còn khi mà mở nắp ra có thể giúp cho chúng ta nhìn rõ hơn ba chiếc tai nghe này. Đó thì chúng ta sẽ có một màu bạc, một màu đỏ, một màu vàng này. Và tất nhiên là chưa dừng lại ở đó, khi mà chúng ta nhấc nắp tai nghe này lên thì chúng ta đều nhận được những phụ kiện rất là giống nhau ở cả ba chiếc hộp này. Mình sẽ để nó ở đây. Đầu tiên đó chính là một chiếc hộp đựng có in chữ Fender, một hộp rất là đẹp của hãng. Sau đó là những tập giấy hướng dẫn sử dụng. Các bạn nghĩ đó là hết rồi phải không nào? Tuy nhiên thì chúng ta hãy cùng mở chiếc hộp này ra để xem là còn những điều gì ở trong đó nhá. Chúng ta sẽ có một đầu chuyển 3,5 ly sang 6,3 ly này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những tip tai nghe rất là khác nhau, rất là nhiều kích thước để phù hợp cho từng loại nhạc. Cuối cùng là chúng ta sẽ có một chiếc chổi mini để vệ sinh tai nghe, rất là nhỏ xinh thôi. Hết rồi. Và đó là tất cả những gì mà chúng ta nhận được, tất cả những phụ kiện trong chiếc hộp của chiếc tai tai nghe này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá xem là những điểm khác nhau nằm ở đâu nhé, bởi vì chưa tìm đến điểm khác nhau. Cả ba tai nghe này đều được thay dây với chuẩn chân cắm tròn và bản thân dây tai nghe được làm từ đồng mạ bạc để tăng cường sự truyền dẫn của tín hiệu âm thanh. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở màu sắc của chiếc tai nghe. Hiện tại thì trên tay Mộc Miên thì chiếc FXA5 có màu bạc này, FXA6 có màu đỏ và FXA7 có màu vàng gold. Ngoài ra thì ba chiếc tai nghe này cũng có một lựa chọn màu sắc khác, đó chính là màu đen. Đó là tất cả những điểm nổi bật về thiết kế của ba chiếc tai nghe này. Còn về tính năng thì sao? Ngoại hình của những chiếc tai nghe này có thể rất là giống nhau. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm được những điểm khác nhau về những công nghệ được tích hợp trong ba chiếc tai nghe này. FXA5 được trang bị hai driver BA kết hợp với một driver Dynamic 6,5 ly. Trong khi đó thì FXA6 được trang bị driver HDBA độc quyền của Fender kết hợp với một driver Dynamic 9,25 ly. Chưa dừng lại ở đó thì chiếc tai nghe này còn được sử dụng nam châm với vật liệu bằng đất hiếm. Và cuối cùng là FXA7 thì có tới hai driver HDBA và một driver 9,25 ly. Cả ba chiếc tai nghe trên đều có một lỗ bass, mà lỗ này theo nhà sản xuất công bố thì sẽ cho âm trầm dày dặn và mạnh mẽ hơn. Và cuối cùng cũng là điểm mà chúng ta quan tâm nhất, đó chính là chất âm. Mộc Miên sẽ đi luôn vào điểm khác biệt của ba chiếc tai nghe này, đó chính là nằm ở mức độ chi tiết ở dải cao. Chiếc FXA7 sẽ cho ra âm thanh có độ chi tiết ở dải cao hơn so với chiếc tai nghe FXA5 và FXA6, nên về cơ bản thì FXA7 sẽ có tiếng sáng và rõ ràng hơn so với hai sản phẩm đàn em. Tuy nhiên thì do sở hữu chất âm chữ V mà nhược điểm lớn nhất của ba chiếc tai nghe này là âm trường không được rộng và khả năng tái tạo vị trí nhạc cụ chưa rõ ràng, nên cảm giác khi nghe nhạc có thể chật trội và bí bách so với một số người. 7.990.000 đồng, 9.990.000 đồng và cuối cùng 13.490.000 đồng. Đây là ba mức giá của ba chiếc tai nghe này FXA5, FXA6 và FXA7 đang được phân phối tại Sunwoo Audio. Nếu là bạn thì bạn sẽ bị ấn tượng với chiếc tai nghe nào nhất? Mộc Miên thì cảm thấy là cả ba chiếc tai nghe đều rất là xứng đáng với mức giá mà nó đưa ra. Các bạn hãy comment ý kiến của mình ngay dưới video này nhé. Và bây giờ thì thời lượng cho video ngày hôm nay đã hết rồi. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Sunwoo Audio để có thể cập nhật được những thông tin về những sản phẩm mới tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.